Hi Dương, Unit 14, Wonders of the World, bài số 14, các kỳ quan của thế giới. Okay. Getting started, phần khởi động nào. Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures. Em sẽ nói tên của những cái địa điểm, những cái địa danh nổi tiếng của thế giới với bức ảnh đúng. Number 8. Câu A nè. Stonehenge là gọi là cánh đồng đá. Picture C. Pyramids là kim tự tháp. Picture 8. Sydney Opera House là cái này nhà hát ở Sydney ha. Rồi, phần listen and read. Cái này các em nghe audio nè, audio. 14. Wonders of the world. Listen and read. I'm bored. Let's play a game. What shall we play? We can play 20 questions. What's that? I don't know how to play it. It's a guessing game. I think of a famous person or place, then you have to ask me questions to find out who or what it is. It sounds very easy. How does it work? I can only answer yes or no, and you can only ask 20 questions. What happens if we can't guess the correct answer? I win. All right. You go first, Nan. Okay. You might know this place. I'll give you a clue. It isn't in Vietnam. Is it in Asia? No. Is it in America? Yes. Is it in New York? Yes. I know. It's the Golden Gate Bridge. No, the Golden Gate Bridge isn't in New York. It's in San Francisco. I think the answer is the Statue of Liberty. You're right, Nhi. Tay cô dịch nha. Hoa và Nhi, cuộc hội thoại giữa Hoa và Nhi. I'm bored, tôi chán. Let's play a game. Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi. What shall we play? Vậy chúng ta sẽ chơi cái gì? We can play 20 questions. Chúng ta sẽ chơi trò 20 câu hỏi. What does? Đó là cái gì? I don't know how to play it. Tôi không biết cách chơi nó. It's a guessing game. Đó là một trò chơi đoán. I think of a famous person or place. Tôi sẽ nghĩ về một người hay là một nơi nào đó nổi chi tiếng. Then you have to ask me questions to find out who or what it. Sau đó bạn phải hỏi tôi những câu hỏi để tìm ra đó là ai hay đó là cái gì. It's very easy. How does it work? Nghe có vẻ dễ đó. Nó chơi như thế nào? I can only answer yes or no. Tôi chỉ có thể trả lời yes hoặc là no. And you can only ask 20 questions. Và bạn chỉ có thể hỏi trong 20 câu hỏi thôi ha. What happened if we can't guess the correct answer? Sẽ như thế nào nếu như mà chúng ta không thể đoán được câu trả lời chính xác? I win. Thì mình thắng. All right. Được thôi. You go first, bạn trước đi nha. Okay, you might know this place. I'll give you a clue. It isn't in Vietnam. Được rồi. Có thể bạn biết nơi này. Tôi sẽ cho bạn một manh mối. Nó không có ở Việt Nam. Is it in Asia? Nó có ở châu Á không? No. Is it in America? Yes. Nó ở châu Mỹ? Yes. Is it in New York? Yes. Nó ở New York, đúng. I know. It's the Golden Gate Bridge. Tôi biết rồi, vì đó là cầu Golden Gate. No, the Golden Gate Bridge isn't in New York. It's in San Francisco. Không, cái cầu Golden Gate nó không có ở New York, nó ở San Francisco mà. I think the answer is Statue of Liberty. You're right, Nhi. Bạn đúng rồi đó, Nhi ha. Bạn đúng đúng rồi đó. Tôi nghĩ đó, câu trả lời đó là tượng nữ thần tự do. Rồi. Có gì xong rồi. Các em đầu tiên. Practice the dialogue with two classmates. Các em sẽ thực hành đoạn hội thoại với hai bạn trong lớp. Tại vì có ba người, các em Hoa, Nga và Nhi. Rồi, phần thứ hai. Complete the summary. Use words
from the dialogue. Yes, it's a summary. Đây là một cái đoạn tóm tắt ha. Các em sẽ hoàn thành cái đâu cái đoạn tóm tắt này. You were sử dụng những từ from dialogue, từ cái đoạn hội thoại trên. Đầu tiên nè, cô điền sẵn đáp án đấy rồi và cô sẽ giải thích những cái đáp án này. Hoa Nga and her cousin, you were bored. Hoa Nga và người bà con của cô ấy là Nhi, họ hàng của cô ấy, chị họ em họ gì đó, thì đang rất là chán, bored, chán. So Nga suggested that they play a game called 20 questions. Vì vậy Nga gợi ý họ hãy cùng chơi một cái trò chơi có tên gọi là 20 câu hỏi. She explained the rules and then the girls started to play. Cô ấy giải thích luật chơi và sau đó các cô gái bắt đầu chơi. Nga talked up a place and she gave the others a clue. Nga nghĩ về một cái nơi. Số 2 là a place game ha. Cái từ số 2 là place. And gave the others và đưa ra the other clue, cái một cái dẫn chứng. Đưa ra cho những người khác, cho hai người còn lại á, một cái dẫn chứng, một cái manh mối, by saying that, bằng việc nói cho họ biết rằng it wasn't in Vietnam, đó không có ở Việt Nam. Nhi found out further the place were in America. Nhi phát hiện ra, là Nhi tìm ra được, Nhi đoán được ở đây, nơi này là ở Mỹ, America. Hoa thought it was the Golden Gate Bridge. Hoa nghĩ thì nó là cái cầu Golden Gate, but that is in San Francisco. Nhưng mà cái cầu Golden Gate á thì nó ở San Francisco, vậy là Hoa sai rồi ha. Nhi was right, Nhi thì đúng. When she said it was the Statue of Liberty, Nhi đã đúng khi cô ấy nói nó là ở nó là cái tượng nữ thần tự do. Ok, bye, tạm dừng ở đây. Mình sẽ gặp trong video tiếp theo. Goodbye.